chấp các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Ngày ngày, nhiều chuyến đò ngang thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội vẫn vô tư chở quá tải, không mặc áo phao hoặc chuyên chở cả ô tô, bất chấp đe dọa tính mạng của mình để qua sông. Theo thông tư 15/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định, phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải trang bị đủ số lượng áo phao, dụng cụ nổi cá nhân, bảo đảm đáp ứng đủ số lượng, chất lượng và được bố trí ở nơi dễ thấy. Mọi hành khách, thuyền viên, người lái phải mặc áo phao hoặc cầm, đeo dụng cụ nổi cá nhân trong suốt hành trình của phương tiện từ lúc rời bến đến khi cập bến an toàn. Đối với phương tiện thô sơ, không có động cơ di chuyển bằng sức người, sức gió hoặc sức nước và phương tiện thủy nội địa có chiều dài dưới 10 mét thì có thể sử dụng dụng cụ nổi cá nhân thay thế. Đối với chủ khai thác bến khách ngang sông, dọc sông, chỉ được phép cho phương tiện rời bến khi thuyền viên, người lái phương tiện và hành khách đã có đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi ở vị trí sẵn sàng. Quy định là vậy, nhưng theo ghi nhận tại một bến đò ngang thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội, thì ngày ngày các chuyến đò chở người qua sông không hề được chủ đò nhắc nhở mặc áo phao. Thậm chí, tuy đã có biển cấm chuyên chở ô tô, nhưng ở đây ô tô có thể vô tư xuống đò và băng qua sông. Phải chăng các chủ đò và người qua đò ở đây đang đánh đổi tính mạng của hành khách với may rủi của thủy thần? Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Công Chiêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu, huyện Ba Vì cho biết. Hôm nay thì vẫn nhắc thông báo cái này. Nói rằng các em là đều lúc thông báo kia sang thì anh cũng có nhắc thông báo về cái biện pháp thì anh không làm được cái tọa tàu kia. Mà đấy nó này, thế là nếu anh quản lý tốc thì nó dễ. Mà anh quản lý được một bờ thì nhiều lúc cũng phức tạp, mà nhiều lúc anh em phải mở cả xã sang để làm việc thì họ có chủ yếu là chở khách bên nhà mình sang, mình rất lo cái an toàn này. Nhưng anh cũng cho anh em thường xuyên nhắc nhở, thậm chí các văn bản của người nào, nhưng nhiều lúc họ cũng có thể chưa quan tâm lắm, thực sự mà họ cứ nói cho đúng là họ cảm thấy là quan trọng. Anh cũng tới đây cũng phải có biện pháp chặt cứng rắn thêm để làm thế nào phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, thì không nói là chưa an toàn. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã liên hệ với đội thanh tra giao thông vận tải Ba Vì. Đại diện đội thanh tra giao thông vận tải Ba Vì chia sẻ, đội vẫn thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các chủ đò chấp hành đúng luật an toàn giao thông đường thủy. Nếu có hiện tượng như phóng viên nêu trên, đội sẽ tiến hành kiểm tra và nhắc nhở ngay.